hỗn chiến giành vai thanh châm hành, Ngô Diệc Phàm bỏ quay, dưỡng từ bức xúc ở lý trong khách sạn. Có vẻ như cuộc chiến tranh giành phiên vị của thanh Trâm hành vẫn chưa kết thúc. Ngày ngày 3 tháng 6, khi poster chính thức đầu tiên của phim được tung ra, hàng loạt tin tức trái chiều liên cũng lan truyền trên mạng xã hội. Poster chính thức của thanh châm hành. Nhiều blogger khẳng định ngay sau khi poster được tung ra, thấy mình lép vé so với Ngô Diệc Phàm, Dương Tử đã tức giận bỏ quay, ở lý trong khách sạn. Lại có người nhận là nhân viên đoàn làm phim khẳng định, Ngô Diệp Phàm bất mãn với vấn đề tuyên truyền nên ngừng quay, khiến cư dân mạng không biết tin vào ai. Bên cạnh đó, thứ tự diễn xuất trên đô ban của Ngô Diệp Phàm Dương Tử cũng thay đổi chóng mặt. Buổi sáng Ngô Diệp Phàm vừa ở nhất phiên, buổi chiếu người diễn chính đã là Dương Tử. Hai diễn viên mỗi người được nhất phiên một buổi cho fan vui lòng, hỗn chiến trên mạng của các nhóm fan cũng vô cùng đa dạng. Một số fan Ngô Diệp Phàm cho rằng anh được đứng giữa poster, anh là diễn viên chính. Phan Dương Tử lại vào đính chính rằng tên Dương Tử xếp cao hơn Ngô Diệp Phàm, cô mới là chủ diễn. Nhìn thế này thì đúng là Ngô Diệp Phàm xê vị. Nhưng tên Dương Tử xếp cao hơn một chút nè. Tranh giành phiên vị vốn là đặc sản của ngành giải trí Trung Quốc, nhưng hiếm có bộ phim nào thông tin lại hỗn loạn như thế này. Cùng với đó, thêm một loạt ảnh hậu trường của hai diễn viên đã bị lộ ra hôm qua, khiến cộng đồng mạng lại được dịp bình phẩm, chê cười. Ngô Diệp Phàm mặc giáp, để tóc xõa. Dương Tử trong bộ đồ hoạn quan màu tím, Dương tử trong bộ đồ màu trắng, đội mũ hoạn quan, thanh trâm hành hiện đã gần đến ngày đóng máy. Phim dự kiến lên sóng cuối năm nay trên đài Đông Phương. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.